Tôi lắng tai nghe thời gian rớt về vào nghe tiếng mưa rơi giờ như đứng đờ nhìn theo như mơ người mộng như người chiều buồn trong gian vắng nghe tiếng nao ngoài nghe gió nên ngồi bên xa rời lặng nghe tiếng mưa rơi và thương nhớ một người em ơi ngõ nhỏ giữa hai căn vắng chiều mưa sớm nắng đi về ngõ nhau giờ đây đi mây nước chẳng chiều dừng chân chúng ta đêm nhau nhìn cổng viên lá đỏ tuy chưa quen mà sao tình yêu đã giấu ai đó trời làm mưa tuôn lên kiếm xuôi anh đặt nếm cho mình kết lời hẹn trời cho tình yêu rồi nắng cay mấy ai không vương lệ sao tình mưa lòng thì mưa đưa tình sóng xa em xa đi về bên kia cõi trời sẽ thăng lắm trong lòng tại vì các quý vị hôm nay cũng là cái ngày cuối cùng ở Việt Nam trong cái chuyến du lịch biển này và nãy giờ thì cũng đã chia sẻ khá nhiều mọi người rồi nhưng mà anh cho hỏi là tại sao mà cái điểm cuối cùng vẫn phải là Đồng Giao thôi ạ? Thực ra thì lúc nào cũng vậy, cái mình thương nhất mình làm cái mình thành cho thói quen thì đêm cuối cùng lúc nào cũng vậy mình đều trở lại ngay Sài Gòn và từ điểm đầu giao là nơi rất là nhiều kỷ niệm và mình muốn quý vị cùng đến đây chúng ta cùng ngồi lại và chúng ta ôn lại từng kỷ niệm tháng ngày đã đi qua quý vị cùng thưởng thức âm nhạc cùng là gửi tâm tư tình cảm của mình vào lời ca tiếng hát cũng như là anh Quỳnh cũng như là con cũng như ban nhạc như ban tổ chức cũng như là chủ phòng trà Đồng Giao chúng ta cũng gửi đến quý vị những cái âm thanh quen thuộc những dòng nhạc quen thuộc mà quý vị đã yêu thương trong suốt thời gian qua với những hát của bạn Quỳnh và cũng như trước kia thì có Nhung bây giờ thì có đàn con những người về của Phi Nhung thì bạn Quỳnh cũng đem
hiện tại thì quý vị chúng ta hãy ủng hộ và lúc nào cũng ủng hộ cho thế hệ trẻ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ như thế nào. Có lẽ là một năm thì anh Mạnh Quỳnh có thể đi về khoảng có thể là hơn một lần, và em nghĩ rằng cái lần mà quay trở lại Việt Nam trong cái tháng tư này có lẽ là cái lần mà nhiều học sinh nhất xung quanh, vì ai tất cả chúng ta những người thương ở đây cũng biết rằng đó là cái tháng rất là ý nghĩa với người thương của chúng ta, và riêng anh cũng vậy, là anh cũng đã cố tình chọn cái tháng tư này quay trở lại Việt Nam để thực hiện những chuyến lưu diễn Bắc Trung Nam, và có lẽ là anh cũng đã đến tất cả những cái nơi mà ngày xưa anh chị hai mình diễn luôn mà. Tại sao anh Quỳnh về diễn mà có khi ở Hải Phòng, có khi Hà Nội, có khi Đà Nẵng, mà ở Đà Nẵng phải cái điểm này, Hà Nội phải cái điểm kia, thì có lẽ cũng xin thưa quý vị hiểu luôn, mọi người chắc chắn cũng biết rồi, tại vì đó là những điểm mà ngày xưa đã từng in dấu chân của hai người và in tiếng hát của hai người, và đó là cách mà anh Mạnh Quỳnh muốn kỷ niệm và thể hiện tình cảm của mình trong tháng 4 năm 2023 này, thưa quý vị. Dạ, anh ơi, hôm nay có một điều nữa là em thấy là đặc biệt cũng rất mới, quý vị có thấy không ạ? Đặc biệt là riêng anh Mạnh Quỳnh đó, và đàn gà con á, là khi ra sân khấu lúc nào riêng anh luôn là áo vest nó cũng chỉnh chu, chính là ok, áo vest trong ngoài rồi các con phải áo dài rồi đóng thùng này nọ hết. Nhưng mà hôm nay là có một cái mới, đó là các cháu các em có thể thấy là mặc đồ là đầm rồi con rất là trẻ trung, rồi nãy đang đứng ở trong sân khấu thì ra trong cái dài ảnh xuất hiện cái gì Quỳnh không nhận ra luôn. Wow, nhà ảnh như là một anh chàng xinh vậy đúng không quý vị, đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng là cái này là anh hình như là anh đang cố tình mang đến một cái gì đó mới mẻ cho mọi người, và anh cũng dặn các thế hệ của mình như vậy luôn, thì không biết anh có muốn gửi gắm điều gì cho cái sự bất ngờ này không ạ? Thật ra thì mỗi lần về như thế này, tôi biết là Mạnh Quỳnh thao thì thấy mấy lần rồi, trước tuần nào cũng vậy, Mạnh Quỳnh đều có một cái gì đó cái mới lạ để quý vị khán giả nhìn thấy, biết là bây giờ năm nay thì mình có phần nhìn cho các con như Mạnh Quỳnh cũng rất trẻ trung, để chúng cho quý vị thấy là lúc nào Mạnh Quỳnh cũng như các con cũng là cũng hòa đồng, cũng giống như là mọi người, để quý vị thấy là về khoảng cách giữa người ca sĩ và khán giả lúc nào cũng rất là gần gũi với nhau, không có bao giờ có một sự khoảng cách. À, năm nay thì thực ra thì trẻ trung như thế này thì mình muốn là thực ra thì những bài hát nó đều vậy thôi, nó những vẫn có những bài về chia sẻ những cái tình cảm tâm tư, tình cảm yêu đương, nhưng phong cách thì cho nó mọi nó lạ chút xíu, nó mới lạ chút xíu chứ nó bị thay đổi thôi. Chứ thật ra thì năm tới về ra biết đâu mình có kiểu thay đổi khác, mà mình tăng từ nhỏ bạn thân mình mặc áo dài thay đổi hết. Mà em có được làm show anh rất đều đều nhẹ em nha. Chứ hôm nay có những cái ông đẹp quá, cái hốc hồn, tại sao mình nhớ thành già quá vậy đó. Hồi nãy giờ không ra, chứ có được cái này là em có thiệt tình. Em đang đứng quanh thức của anh, gọi tên anh trẻ quá vậy. Cái đó là tất cả mọi người đều thấy, và có việc thấy gì mình nói có đúng không ạ? Cảm ơn anh, tức là cái sự thay đổi và cái sự đổi mới của anh. Cũng như là có gì đó sáng tạo để dẫn dắt các cháu đi. Hồi đó em nhớ chị hai cũng vậy anh. Chị không bao giờ muốn làm cái gì mà anh in trong kịch bản đó. Là đã dặn nhau dò như vậy lúc bước mà làm chương trình rồi mới biết chị biết làm cái gì. Và trong mỗi cái tiết mục của chị hai cũng được thấy rằng là mỗi năm thì có những cái chương trình đặc biệt, rồi có một cái sự sáng tạo trong cái quá trình diễn ra. Thì em thấy em cũng hy vọng rằng chắc chắn là các cháu cũng sẽ như thế với sự kiện khác của anh. Vì bây giờ thì nếu mà nhìn nhìn lại thì chỉ có anh là cái người thân thiết nhất trên cái hành trình âm nhạc của các em, các cháu. Và hy vọng rằng anh là cái tình cảm chị hai cũng sẽ thương các cháu như là con, cháu và em của mình. Và quý vị cũng vậy, đã yêu thương Mạnh Quỳnh và Phi Nhung thì quý vị hãy luôn luôn yêu thương các em, các cháu luôn, đúng không quý vị ạ? Cảm ơn Mạnh Quỳnh rất nhiều. Thật ra thì đối với Mạnh Quỳnh thì bản thân Mạnh Quỳnh năm nay là tuần sau Mạnh Quỳnh đã 52 tuổi rồi, thì đi hát cũng được gần 30 năm rồi quý vị. Và cho nên đối với bản thân Mạnh Quỳnh thì có những lúc quý vị tên Mạnh Quỳnh nhiều là Quỳnh muốn chia sẻ quý vị là Mạnh Quỳnh muốn nghỉ thăm khám nữa để trở về để chăm lo với cho gia đình. Nhưng mà sau khi mà xảy ra thì Mạnh Quỳnh mới nguyện với lòng là Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng, Mạnh Quỳnh từ bỏ ý định là Mạnh Quỳnh về hưu đi, để Mạnh Quỳnh tiếp tục dẫn dắt những thế hệ trẻ sau này khi